mùa nào cũng được hết trơn á mấy chị. Mặc mùa nào cũng được hết, không có phân biệt mùa màng ở đây mấy chị nha. Vải cực kỳ mềm và dày luôn, xích qua cho khách thấy nè. Chút xíu. Chị yêu ơi, em thanh lý hàng cuối năm 19.000 một bộ chị. Áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream này, chia sẻ livestream này 2 lần cho em. Chị nào đã chia sẻ comment đã chia sẻ liền giùm em nha các chị yêu nha. Xem thanh lý xích bột. Chị nào đã chia sẻ nào, chỉ cần comment ngắn gọn đã chia sẻ vậy xong. Chốt cho em luôn, đã chia sẻ cộng số điện thoại cho em 19.000 một bộ thanh lý banh nóc luôn. Đã gọi là xác định là thanh lý hàng thì không có ai mang cái tư tưởng là sẽ lời ở trong tay hết. Người ta xả hàng là thanh lý là người ta chỉ muốn xả hết cuối năm rồi. Hàng tồn nhiều, xả ok lỗ ít thì lỗ ít, hoặc là huề vốn thì mừng chết luôn rồi. Chứ không có kiểu lời trong đây nhiều đâu các chị nha. Mua 4 bộ nhà em rồi đẹp lắm, ok tình yêu nha. Rồi em chuẩn bị thanh lý xét bộ 19k nha các chị em. Chị nào chia sẻ được 2 lần đâu ạ, comment liền cho em đi qua chị Linh. Bây giờ em sẽ bồi nhờ bộ phận kỹ thuật nhà em nè. Đó, in ra những chị em nào có chia sẻ đủ 2 lần và đọc tên nha. Chuẩn bị đọc tên, giây phút hồi hộp gây cấn tới rồi. Chuẩn bị đọc tên và chốt luôn 19.000 nha mấy chị em. Chia sẻ 2 lần comment lên cho em liền. Đã chia sẻ giùm cho em nha chị yêu. Đã chia sẻ nhớ là phải comment, cái cú pháp này nó quan trọng lắm. Đã chia sẻ giùm cho em thì em mới biết đường em chốt. Tự nhiên có nhiều chị thấy thương dễ sợ, không biết rồi vô đây chia sẻ quá trời nhiệt tình luôn, xong có đi ra má. Chia sẻ xong có đi ra má, làm hại mình không biết chị này có chia sẻ không. Mà sao bả đi đâu tiêu rồi, tới chừng mình đọc tên bả lên cái không thấy tên bả đâu hết trơn.